Giải cứu công chúa. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa tên là Aponi, vô cùng xinh đẹp. Mau đi đi, nhỡ có người nhìn thấy, ta sẽ không thể tới hội chợ để vui chơi được nữa. Công chúa, nô tỳ vẫn sợ lắm, lỡ đức vua biết được nô tỳ đã đưa công chúa ra ngoài chơi, nô tỳ sẽ bị tội chết đấy ạ. Đừng lo, không ai nhìn thấy cả đâu. Vua cha và mẫu hậu đã đi lễ ở ngôi đền phía tây kinh thành, tới tối mới có thể về được. Nếu có chuyện gì, ta sẽ nhận hết lỗi là được chứ gì. Công chúa nói đấy nhá. Đi ra ngoài, ngươi không được gọi ta là công chúa đấy. Quen cái miệng rồi lộ hết mọi chuyện cho mà xem. Nô tỳ nhớ rồi ạ. Công chúa lại lén ra ngoài chơi ư? Chẳng phải lần trước đức vua biết được công chúa đã bị phạt nhốt trong phòng 3 ngày không được ra ngoài rồi ư? Kỵ sĩ Adam có nên báo cho tướng lĩnh về chuyện công chúa trốn ra ngoài không? Như vậy đức vua sẽ biết mất. Lần này chắc người sẽ phạt công chúa thật nặng cho mà xem. Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với công chúa thì sao? Để tôi đi theo công chúa và bảo vệ nàng. Đừng nói chuyện này cho ai biết, kẻo tới tay nhà vua nhé. Cậu luôn tìm cách bao che và bảo vệ cho công chúa như vậy ư? Tôi... Adam, tôi biết cậu có tình cảm với công chúa, nhưng cậu nên nhớ, cậu chỉ là một kỵ sĩ quèn thôi, không thể đến với công chúa đâu. Tôi biết thân phận của mình chứ, tôi sẽ chỉ giữ tình cảm này cho riêng mình mà thôi. Mau lại đây, có nhiều thứ thú vị quá này. Tiểu thư, đợi em với. Các ngươi là ai? Tại sao bắt cóc ta? Hãy mau thả ta ra, nếu không các ngươi sẽ gặp họa lớn đó. Hai đứa này trông cũng xinh xắn, bán chắc cũng được giá đây. Thế nào mà hôm nay lại vớ được hai đứa lớn ngớ? Đây là công chúa đấy, các ngươi mà dám động vào, coi chừng cái mạng của các ngươi. Nó nói kia là công chúa kìa. Công chúa thì phải ở trong lâu đài chứ, sao có thể vui chơi ở ngoài chợ được. Cho nó vài cái bộp tai để nó khỏi ăn nói hàm hồ. Được, để tao cho nó ngậm miệng lại. Kỵ sĩ Adam, ta sợ quá. Công chúa, mau theo thần về lâu đài ạ. Ở đây nguy hiểm rình rập, không thể nán lại lâu nữa. Sao người biết ta ở đó mà tới? Thần đã theo dõi công chúa từ khi công chúa trèo tường trốn khỏi lâu đài. Cảm ơn người đã cứu ta. Đây là nghĩa vụ của thần ạ. Lần sau công chúa không nên ra ngoài như vậy nữa, rất nguy hiểm. Công chúa, ta phải phạt con thế nào đây? Đây là lần thứ mấy con bỏ đi ra ngoài chơi rồi, thật không thể chấp nhận được. Con xin lỗi vua cha và mẫu hậu, con sẽ không bao giờ dám ra ngoài chơi nữa đâu ạ. Nếu hôm nay không có kỵ sĩ Adam tới cứu con kịp thời, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ta thật không biết phải làm thế nào với con. Có lẽ đã đến lúc con phải lấy chồng rồi. Có như vậy con mới trưởng thành lên và bỏ được việc thích ra ngoài ngao du đi. Vua cha, con chưa muốn lấy chồng đâu ạ. Đây là ý của ta và hoàng hậu, con không được trái lời. Ngay ngày mai chúng ta sẽ đưa ra thông báo kén phò mã. Bao nhiêu chàng trai ưu tú từ khắp nơi đổ về, sao người vẫn không ưng ai ạ? Ta thấy không có ai đủ giàu có để xứng đáng với con gái ta cả. Hoàng hậu nghĩ xem, con gái chúng ta xinh đẹp, vương quốc của ta trù phú là vậy, nhất định chàng rể của ta cũng phải có thật nhiều vàng bạc của cải. Hôm nay có hai chàng hoàng tử của hai nước láng giềng, vương quốc của họ cũng lớn lắm, người vẫn không thấy bằng lòng ngư? Ta muốn một chàng rể giàu có hơn cả ta cơ, có thế thì mới củng cố được uy lực của ta. Bẩm đức vua, bên ngoài có một người phụ nữ muốn được vào ý kiến người ạ. Bà ta muốn gặp ta có việc gì?
Bẩm đức vua, thần đã hỏi nhưng bà ta nói rằng nếu người không gặp bà ta thì người sẽ phải hối tiếc ạ. To gan, kẻ nào lại dám nói với ta những lời hỗn xược như thế. Nhưng thôi được, bà ta cũng khiến ta thấy tò mò rồi đấy. Hãy cho bà ta vào. Chào đức vua, ta là nữ hoàng của xứ Thalaka. Được biết đức vua đang muốn kén rể, ta tới đây để hỏi con gái người cho con trai của ta. Chẳng hay người có gì mà có thể tự tin tới đây hỏi con gái cho con trai người. Vương quốc của ta vô cùng giàu có, nhà cửa, đất đai của ta đều được giác vàng. Nếu người muốn tìm một chàng rể giàu có, không ai có thể xứng đáng bằng con trai ta. Vậy hãy chứng minh cho ta thấy, ta còn chưa nhìn thấy sự giàu có của người. Ta có thể biến toàn bộ lâu đài này thành vàng nếu người đồng ý gả con gái của người cho con trai ta. Được, vậy hãy biến lâu đài của ta thành vàng đi. Nếu ngươi làm được, con gái ta sẽ thuộc về con trai ngươi. Ôi trời, cả lâu đài rộng lớn của ta đã biến thành vàng thật rồi. Vậy là chúng ta sẽ tìm được chàng rể xứng đáng. Adam, cậu đừng giữ bộ mặt đưa đám đó. Chúng ta phải hộ tống công chúa tới đất nước láng giềng để nàng cưới chồng đó. Đây là ngày vui của vương quốc ta mà. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu không cần phải nhắc nhở đâu. Ngày mai là lễ cưới của con trai ta và công chúa Aponi. Tất cả phải được chuẩn bị thật chu đáo. Nếu kẻ nào làm sai ý ta, chém đầu không tha. Tuân chỉ. Adam, ngày mai ngươi và đoàn tùy tùng sẽ quay về ư? Chúng thần đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi thưa công chúa. Ngươi còn điều gì muốn sai bảo không ạ? Ta lo lắm, không biết chồng của ta sẽ thế nào. Nhất định hoàng tử sẽ yêu thương công chúa thôi ạ. Ta mong là thế. Tạm biệt công chúa, sáng mai thần sẽ lên đường sớm rồi ạ. Mong công chúa bảo trọng. Giá như nàng không phải là công chúa mà chỉ là một cô gái thường dân, ta sẽ không bao giờ để mất nàng thế này. Tiếc rằng ta chỉ là một kỵ sĩ nghèo, yêu công chúa trong thầm lặng mà thôi. Dẫu sao ta vẫn mong nàng có thể hạnh phúc bên người chồng sắp cưới. Hoàng tử, con trai ta là một chàng trai đặc biệt. Từ nhỏ tới lớn, ta chưa cho ai nhìn thấy khuôn mặt của con trai ta. Cho nên con sẽ chỉ nhìn thấy sau khi đã bước vào phòng tân hôn mà thôi. Vậy sao, thưa nữ hoàng? Người đâu, đưa hoàng tử ra để cử hành hôn lễ. Thưa công chúa, hoàng tử đang đợi người trong phòng tân hôn ạ. Xin chào hoàng tử, thiếp là Aponi. Còn ta là hoàng tử Katut. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ là chồng của nàng. Không, không, tránh xa ta ra. Nàng chạy đi đâu hả? Nên nhớ giờ nàng đã là vợ của ta rồi. Không, ta không thể sống chung với một người chồng như ngươi được. Định bỏ trốn ư? Nên nhớ, đây là địa phận của ta. Nàng có muốn trốn cũng không thể. Người đâu, nhốt cô ta lên tòa tháp cao nhất. Khi nào nàng ta ngoan ngoãn mới được thả ra. Người cứ tham tiền đi, cuối cùng lại gả con gái cho mẹ con một mụ phù thủy. Giờ thì muốn cứu con cũng đành chịu. Thì ta có biết đâu, ai ngờ con gái ta lại rơi vào đất nước phù thủy. Nó sẽ chết mất nếu như không có ai tới cứu. Làm gì có ai dám cứu con gái ta chứ. Mẹ con mụ phù thủy sẽ giết chết tất cả những ai có ý định đến gần lâu đài của mụ. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận để con gái chúng ta sẽ chết trong tay mẹ con mụ ta ư? Ta biết phải làm sao bây giờ. Ta ân hận quá. Giá như ta đừng tham tiền tham của thì mọi chuyện đâu thành thế này. Bẩm đức vua và hoàng hậu, bên ngoài có kỵ sĩ Adam muốn xin vào gặp ạ.
Trong lúc rối ren thế này, hắn còn muốn tới đây bẩm báo gì chứ? Bẩm đức vua, kỵ sĩ Adam muốn xin được lên đường cứu công chúa ạ. Thật sao? Cũng có chàng trai dũng cảm đến thế ư? Mau cho anh ta vào. Adam, chàng, sao chàng có thể tới được đây? Thần tới đây để cứu công chúa, mau đi thôi. Nhưng làm sao chúng ta rời khỏi đây được? Ở đâu cũng có lính canh rồi. Công chúa cứ đi theo thần, thần đã thăm dò được đường đi nước bước rồi. Công chúa, hãy cẩn thận nhé. Nhìn lên, đi lối này. Mau bắt lấy chúng, chúng kia rồi. Ta biết ngay ngươi sẽ tới mà. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta rồi. Đừng hòng trốn thoát. Ta thấy rằng tên Adam này có ý chí và sức mạnh hơn người. Hắn không phải kẻ tầm thường đâu. Mẫu hậu nói thế là ý gì? Hắn chỉ là một tay kỵ sĩ quen. Hơn nữa đằng nào thì hắn cũng đang ở trong tay của con rồi. Công chúa Aponi dù thuộc về con, nhưng cô ta đâu có yêu con. Nếu vậy, con cần giữ cô ta làm gì? Con đâu có tình cảm gì với cô ta. Con chỉ định cưới cô ta để cải thiện giống nòi chúng ta mà thôi. Cho dù chúng ta xấu xí, nhưng chúng ta sống vương giả và sung sướng. Vậy thì đâu nhất thiết phải cải thiện giống nòi. Ta cứ nghĩ con có tình cảm với cô gái đó, nên mới tìm cách mang cô ta về đây cho con. Cô ta cũng chỉ là một con người bình thường ngu ngốc và ương bính mà thôi. Đã vậy, hãy lợi dụng thằng Adam để đạt được những gì mà mẹ con ta chưa thể có. Mẫu hậu nói sao? Những gì chúng ta chưa có ư? Chẳng phải nếu chỉ cần có viên ngọc trong miệng con hải cẩu sống dưới biển sâu và đưa được đại bàng ngàn năm tuổi về đây làm nô lệ, thì mẹ con ta sẽ trường sinh bất lão và thành bá vương thiên hạ sao? Con còn không thể lấy được tất cả những thứ đó. Thằng Adam tầm thường kia làm sao lấy được? Ta nhìn thấy ở nó một sức mạnh khủng khiếp. Hãy cứ để nó thử. Nếu nó chết trên đường đi lấy những vật đó cho ta cũng đâu có sao. Mẫu hậu nói đúng. Nếu tôi lấy được những thứ đó về đây, hai người hứa sẽ thả công chúa Aponi ra chứ? Ta đã nói là sẽ làm. Cứ mang những thứ ta yêu cầu về đây. Viên ngọc trong miệng con hải cẩu sống dưới biển sâu, đại bàng ngàn năm tuổi trên đỉnh núi phía bắc, ngươi sẽ được mang công chúa Aponi đi khỏi đây. Bằng không, ngươi sẽ phải thay bằng tính mạng của mình đó. Tôi đồng ý. Tôi nhất định sẽ đi tìm được những thứ mà hai người yêu cầu về đây. Thế là Adam vội lên đường để tìm những vật báu mà mẹ con mụ phù thủy yêu cầu. Chàng đi mãi tới một bờ biển. Thôi chết, sóng đánh chìm mất chiếc thuyền rồi. Mình phải ra cứu người đánh cá thôi. Ông ơi, hãy nắm vào tay cháu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Trước đây khi còn trẻ, tôi cũng bơi giỏi lắm. Nhưng giờ già rồi nên không chịu được những con sóng lớn. May mà có cậu, chứ không thì tôi đã chết chìm rồi. Không có gì đâu ạ. Cháu thấy ông gặp nạn thì bơi ra cứu thôi. Đây cũng là lẽ thường tình mà. Cậu tới đây có việc gì không? Tôi chưa thấy cậu ở vùng biển này bao giờ. Cháu từ xa tới. Cháu đang muốn tìm con hải cẩu có ngậm viên ngọc quý ở bên trong miệng ạ. Con hải cẩu đó sống ở vùng biển này, nhưng nó lặn ở sâu dưới đáy biển, không ai có thể bắt được nó đâu. Nếu muốn tìm được nó, cháu chỉ có thể bơi ra ngoài đảo. Mỗi đêm trăng tròn, hải cẩu sẽ lên đảo nằm ngủ dưới ánh trăng. Vậy thì cũng sắp tới ngày trăng tròn rồi. Cháu sẽ bơi ra ngoài đảo chờ hải cẩu lên bờ. Nhưng chưa có ai bơi được ra đảo đó đâu. Để ra được tới đó, cháu phải chiến đấu với một con thủy quái canh giữ đảo. Dù thế nào, cháu cũng phải làm bằng được. Nếu lấy được viên ngọc trong miệng con hải cẩu thì cháu mới có thể cứu được người mình yêu thương ông ạ. Cháu là chàng trai tốt bụng và dũng cảm. Ta cho cháu một thanh gươm quý và một con thuyền để bơi ra đảo. Hy vọng cháu có thể chiến thắng được thủy quái và mang viên ngọc về. Cháu cảm ơn ông. Nhìn
nhờ có gương quý của ông lão tặng cho, Adam đã chiến thắng được thủy quái và bơi được tới đảo chờ hải cẩu lên bờ để lấy viên ngọc thần kỳ. Làm sao để lấy được viên ngọc trong miệng hải cẩu bây giờ? Có lẽ chỉ còn một cách, mình sẽ dùng cát. Sau khi lấy được viên ngọc trong miệng hải cẩu, Adam lại lên đường tìm tới nơi của đại bàng sống ngàn năm tuổi trên đỉnh núi phía bắc. Chàng đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tới được hang ổ của đại bàng. Trời ơi, một chú đại bàng bị mắc bẫy, trông nó mới tội nghiệp làm sao? Làm ơn, hãy cứu tôi khỏi đây. Đại bàng biết nói tiếng người ư? Để tôi cứu đại bàng ra khỏi bẫy nhé. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu anh cần gì, tôi sẵn sàng giúp anh để trả ơn. Tôi muốn tìm đại bàng ngàn năm tuổi trên đỉnh núi phía bắc. Anh có biết chỗ không? Chỉ tôi với. Ồ, đó là ông của tôi. Ông tôi đã 1000 năm tuổi rồi, phép thuật tinh thông. Nhưng anh tìm ông tôi có việc gì? Chẳng giấu gì anh, công chúa Abuni đang bị mụ phù thủy ở xứ Talaka nhốt trong tòa lâu đài của mụ. Mụ ra điều kiện cho tôi là nếu tôi có thể lấy được viên ngọc trong miệng của hải cẩu sống dưới biển sâu, bắt đại bàng ngàn năm tuổi sống trên đỉnh núi phía bắc vì làm nô lệ cho mụ, thì mụ sẽ thả công chúa ra. Ngươi sẽ không bao giờ có thể bắt được ta về làm nô lệ cho mụ phù thủy xứ Talaka đâu. Phép thuật tinh thông như mụ ta còn không thể bắt được ta cơ mà. Vậy ông đại bàng, ông có cách nào giúp cháu được không? Công chúa Abuni sẽ bị mụ ta giam cầm và giết chết mất. Ngươi đã cứu cháu nội của ta, ta mang ơn này của ngươi. Ta có cách giúp ngươi cứu công chúa Abuni. Cách gì ạ? Ông hãy nói cho cháu biết với. Hãy lên lưng ta, chúng ta cùng trở về lâu đài của mụ phù thủy xứ Talaka. Chúng ta sẽ chiến đấu với mụ ta. Abuni, Abuni, ta đã hại chết nàng rồi. Không. Đừng lo, hãy mang viên ngọc mà ngươi đã lấy được từ miệng hải cẩu đặt vào miệng công chúa. Công chúa sẽ sống lại. Thật vậy ư? Cháu sẽ làm ngay đi. Adam, thiếp chưa chết ư? Không, nàng không thể chết được. Nếu nàng chết, cuộc sống cô ta còn ý nghĩa gì nữa chứ? Adam, chúng ta đã thoát khỏi tay mụ phù thủy chưa? Mụ ta cùng con trai mụ ta đã bị đại bàng ngàn năm tuổi tiêu diệt rồi. Chúng ta trở về thôi. Adam đưa công chúa Aponi trở về lâu đài của vua cha. Adam cũng được truyền ngôi báu và trở thành vua. Chàng hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nàng công chúa Aponi xinh đẹp mãi mãi. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.